Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang quay trở lại với bà vườn của anh Thanh, nhờ anh chia sẻ cùng quý cô chú anh chị cách trồng phôi mai vàng, cũng như là khi mà mình mua phôi về mình sẽ xử lý như thế nào hả cô chú. Xin mời quý cô chú anh chị mình theo dõi clip trồng phôi mai hôm nay của anh Thanh nha. Chúc cô chú anh chị sẽ có thêm được nhiều cây phôi khỏe mạnh đẹp hết cô chú. Đây là một ba phôi mai mà xíu nữa anh sẽ chia sẻ cùng cô chú anh chị mình nha. Phôi này thì mình mua về đã dưỡng lại, đã lên tược hết cô chú. Cái này là phôi tứ quý. Phôi mai vàng nha cô chú. Đế khá đẹp luôn nha. Cái này có lên da me hết rồi nha quý cô chú anh chị. Dạ em chào ông chủ ơi. Chào anh em. Dạ em chia sẻ trồng mấy cây phôi nha anh em. Xách cây vô lưng. Cái này mình chỉ có sơ dừa với chấu thôi nha. Sơ dừa với chấu ha. Dạ. Thì mỗi một cái dáng cây mình chọn theo cái chậu để nó thích hợp mình trồng nha anh em. Đó, cây này cái dáng thú nè, dáng nằm nè. Cây mà bứng về, nếu mà anh em không có thời gian, anh em công chuyện hay gì đó, anh em cứ để trong mát, giống như mình dâm vậy đó. Nó lên tường vậy nè. Là mấy cái đầu rễ này nè, là nó kéo nhựa nè. Đó, nó kéo nhựa, nó lú rễ luôn rồi nè. Để lát nữa em cắt cái băng keo ra cho anh em coi. Là những cái cây như là anh em khui bầu ra, anh em trồng là chắc ăn chầm chầm. Cái tỷ lệ nó bị dư nước rồi nó chết chóc rồi nó ít lắm nha nè. Nó nè, thì cái cây như vậy đây để là thời gian phải từ 2 tháng nè. Đó, 2 tháng trở lên nó ra tượng gì nè. Nó đầu rễ nó ra rễ hết rồi nè. Nó lú rễ nè anh em thấy không. Là cái cây nó rất là mạnh, thì anh em trồng vô là không có sợ nó bị chết nhát nước. Nó rễ lụa luôn. Nó rễ gì đó. Thì anh em cắt ra, anh em chỉ xeo ra bỏ cỡ 1/3 đất thôi. Đó. Nó có rễ gì đây, anh em trồng vô cái nó vài bữa cái tứ miếng dưỡng rễ vô cái là nó bắt rễ ra là nó sống mạnh cây luôn. Mình chỉ xeo bỏ ra ít đất vậy thôi. Là cái cây này cây dâm đó nghe anh em. Là mình không có trồng sớm đó. Đó. Nhưng mà anh em trồng anh em cũng canh đúng cái thời điểm nha. Như thời điểm như gì trở lại thôi, chứ anh em để lâu quá là cái nó rễ này nó ra nè, nó không có chắc dinh dưỡng để nó nuôi mấy cái tược. Cái thứ hai nữa là nó anh em để lâu quá mấy cái tược này nè, nó hút nhựa trong cái da cây này nè, là nó cây nó sẽ bị yếu lại. Anh em trồng trễ quá thì nó bị khô nước đó, nó mắc nước thì nó cây nó cũng không có tốt nha anh em. Thì mình chọn đúng cái thời điểm đó mình trồng. Nó anh em coi mấy cái đầu rễ nè, thấy không? Đầu rễ nào nó cũng lú rễ ra gì hết nè. Và cái cây này là nó rất là mạnh. Rồi.
Dừa, dừa khích luôn. Nó mấy cái dáng cây này thì anh em trồng trong cái chậu chữ nhật nè, thì nó nhìn nó hài hòa, nó thích hợp với cái mẫu cây. Chứ cái cây này mà anh em lấy cái mua cái chậu tròn và anh em trồng vô nhìn nó không có đẹp. Nó trồng xong rồi anh em coi mấy cái tược nào đó, ví dụ như chừng nữa anh em để anh em ghép hoặc là anh em xài thì anh em chừa lại, còn mấy cái tược nào mà nó dư nó thừa thì anh em cắt bỏ, cắt bỏ bớt để thay nó nuôi mấy cái tược kia rồi cây nó yếu. À, như cái này nãy nó ra một chùm nè thì anh em chừa một tược này thôi đó. Còn cái khúc ở trên này anh em bấm lại đó, bấm cho nó ngắn lại đó. Rồi anh em trồng là vô là chừng khoảng 10 bữa nửa tháng là nó bắt rễ rồi, lót đầu mấy cái này là nó đâm đọt ra lại. Còn anh em mà để tụm gì đây là nó nuôi mấy cái dàn lá này là nó bị mất sức dữ lắm nha anh em. Này nó treo không? Bỏ luôn không? Rồi vô phân này. Nó anh em vô phân này anh em cũng lấy tay anh em ém ha. Ém cho nó dẻ, đừng có để cái cây nó bị bọng nha. Bọng cái nó bắt rễ không được, cái nó bị yếu cây. Lòn lòn cái tay mình nhét cũng vừa vừa tay thôi, chứ đừng có nhặn quá nó đứt cái chùm rễ đó này, nó cũng bị yếu cây nữa. Cây mà anh em mới trồng á, anh em đừng có ham đưa cái đế nó lên nha anh em, cứ lấp bít đi cho nó ấm gốc. Khi nào cây nó mạnh rồi đó, tết anh em chưng đó, anh em hả bơi phân này ra cho nó ló cái dàn thân với cái dàn rễ lên, mình chưng cho nó đẹp. Khi mình chơi xong rồi đó thì mình vô phân lấp bít lại cho nó ấm gốc. Chứ anh em để như vậy nè, anh em môi rễ ra, anh em để phe lên, anh em chơi, anh em chiêm ngưỡng đó, thời gian anh em nuôi đó, nó bị nắng quá, nó bị táp là nó hay cháy mấy cái này nè. Nếu mà gặp cái cây non, cái cây tơ là nó bị cháy da, nó lột lưng, nó hư cái cây nha anh em. Cái đó là chia sẻ cho anh em chân tình luôn. Đó, anh em trồng gì xong rồi có cái bao đó là cái gì đó, anh em đậy lại, anh em đậy cái lưng này lại với đậy chỗ cái phân trên mặt này nè, đừng cho anh em tứ nó đừng có bị văng. Dạ, như vậy là mình tứ kích rễ vô phải không anh? Đúng rồi, đó, vậy là pha một miếng thuốc kích thích rễ vô, anh em tứ cho nó ướt một cái. Dạ. Cho nó ngấm vô rễ đó là chừng nửa tháng rồi là nó bắt rễ liền. Nó cây này cây dáng thú rất là đẹp nha anh em. Nó cái mình nó nằm dài nè, để em tỉa cái dàn nhánh nó bớt. Nó anh em cứ cắt ngang vậy đây nè, chừa chừng 4-5 phân vậy đó. Nó đừng cho nó hút nhựa, rồi chừng nữa nó bắt rễ ở dưới mạnh rồi đó là bắt đầu mấy cái tược này nó ra, nó đâm tược ra lại à. Cái cây tỷ lệ nó rất là mạnh. Còn anh em mà để tùm vậy đây nó nuôi cái dàn lá này là nó si cây liền. Còn cái nhánh nào mà nó thừa đó thì anh em cứ tỉa bỏ, cứ cắt bỏ.
nó chừa nó chừng vài ba cọng này giống như là nhánh thở vậy thôi. Rồi xong, còn nếu mà anh em trồng trong cái chậu chủ nhật này nè, anh em có điều kiện nữa, có cái miếng mủ giống như vậy đó, cái miếng BK mủ vậy đó, dạ, như cái chậu bên đó vậy đó, anh em cắt cái chừng 3-4 phân thôi đó, anh em dừng ra đây nè, dừng xung quanh cái chậu gì nè, đừng nữa anh em tứ nó đừng có văng phân ra nó, khi vài tháng rồi cái vằn cái lông nó mạnh rồi, nó ăn nó bít phân ở trên mặt này rồi, lúc đó là hết cái sợ nó bị văng phân rồi, có cái vằn rễ nó kìm lại rồi. Nó vậy là anh em bưng để lên đôn là để trong mát vài bữa, chừng khoảng tuần lễ hoặc 10 bữa, rồi khi mà anh em thấy nó lú lú đọt non mới lại đó, anh em cứ đưa ra nắng lại bình thường, cách 2-3 ngày anh em tứ nước cho nó ướt một cái. Cái cây mà anh em nắm được cái cơ bản anh em thấy nó cũng dễ lắm, không có gì khó, sợ mình mới chơi mình không nắm được cơ bản thì mình chăm nó hơi khó thôi. Cây mà mới trồng như đó anh em ngày nào anh em cũng tứ vô cử nước thì nó sẽ yếu cây. Cây mai lúc đầu nó nhát nước lắm, khi nó bắt rễ mạnh rồi anh em tứ nước thoải mái. Nó như cái mẫu cây này là anh em phải chọn cái chậu tròn nè, cái chậu tô tròn là anh em vô. Đó, mấy cái ngó ở dưới này nè anh em cứ tỉa bỏ, mấy cái này là mình đâu có xài đâu, tỉa đừng bỏ, đừng cho cái cây nó khỏe cây. Cái cây mai á, là lúc mà mình mới bứng về á cho tới mình trồng á, nó ra tuột nè, nó ra tuột cỡ này nè, nó là ở dưới đầu rễ, ở dưới nó mới ra rễ nha anh em, ở dưới là nó mới bắt rễ đó. Như cái cây này hồi nãy em khui cái bầu ra là anh em thấy nó lú rễ lông ra là nhóc luôn á. Nè, nó dạch ra đầu rễ nè, anh em thấy nè. Đó, nó kéo nhựa nè, thấy không? Nó ra rễ nè. Đó, này là rễ mai nè. Đó. Là cái tược nó ra như vậy đây, là ở dưới nó mới ra rễ nè. Cái cây mà ví dụ anh em mua cây phôi và anh em mới trồng có chừng 10 bữa nửa tháng, anh em thấy kéo nhựa lại ở dưới nó mới kéo nhựa, kéo đầu rễ thôi, nó chưa ra rễ đâu. Cây trồng phải từ tháng rưỡi cho lên nó mới lú rễ, tùy theo cái cây nó mạnh nó yếu nữa. Cái cây này là anh em mới trồng nên anh em vô cái chậu năm được rồi nghe anh em. Cây mới trồng anh em đừng có ham chậu bự, anh em nghĩ trồng cái chậu bự là phân nước nó nhiều cây nó tốt, là cái đó là sai lầm nghe anh em. Cây mai mà anh em mới trồng, anh em trồng chậu bự quá tứ nó giữ nước nhiều quá, nó dư nước cái nó lạnh bù rễ, cái nó dễ bị úng rễ lắm. Nó năm đầu anh em chọn cái chậu mà nó cho nó vừa với cái bộ rễ anh em trồng đi, và năm thứ hai đó nó ra rễ lông mạnh rồi đó, anh em hãy sang chậu lớn chút, mỗi một năm là anh em sang một lần chậu vậy đó, thay một lần phân. Cây mai mà anh em trồng mà anh em ép lúc đầu mà anh em ép được cái chậu nhỏ đó, anh em trồng được nó mà thần chậu rồi đó, anh em chăm sóc nó rất là dễ. Anh em tứ cũng không, cái thứ nhất là nó không có dư nước nè, cái thứ hai nữa là anh em tứ phân cái là nó bắt phân liền đó. Nhưng mà chịu khó là mỗi ngày anh em phải mỗi tứ một cử, tại vì cái chậu nhỏ mà tứ nó mau rút nước lắm. Nó mấy cái đầu rễ nè, anh em thấy đầu rễ nào nó cũng lú rễ lông ra trên nè, thấy không? Nó như vậy là anh em khui đất ra anh em trồng thì anh em ví dụ mà lỡ có tứ nước nhiều đi nữa, nó rút vô đầu rễ này nữa cũng không có bị thúi, không có bị úng rễ. Dưới này thì mình có chừa cục nhân không anh ấy? Chừa, mình xeo ra cho nó ló đầu rễ ra một chút, chừa một chút ở trong đây cũng được. Rồi thí dụ như năm sau đó mình có sang chậu có thay phân đồ đó thì mình xeo mình vũ ra hết luôn. Năm thứ hai là nó bắt rễ nó mạnh cây rồi thì mình vũ đất ra hết luôn, mình không có cần đất nữa.
Nó như cái cây gì đây nè, đa số thường thường á, như mấy anh em mà mới chơi á, mới mua về để tập chơi đó, thì anh em đâu có dám khui đất. Anh em để gì đây là anh em ịnh vô cái chậu anh em trồng luôn. Là nó dở có một cái là cục nguyên cục đất gì nè, nó cục đất nó cứ ngắt vậy nè. Anh em tứ nó đâu có thấm vô trong này đâu, nó đâu có ngấm vô đây. Tứ là nó chỉ ướt ở ngoài mé ngoài này không à. Thì ở trong nó bị khô, thì cái cây nó cũng không có được phát triển. Nó phát triển cũng không có mạnh, nó bị thiếu nước. Anh em xeo đất ra gì nè, nó nữa anh em tứ vô thì nó mới thấm vô tới trong được. Còn nếu không xeo ra nguyên cục đất, nó giống như đất như vậy nè, vẽ khắc rồi nó cứ ngắt, anh em tứ nó đâu có ướt vô tới trong. Anh em cứ tứ hoài mà sao thấy cái cây mà nó không phát triển, đó là anh em coi lại là do cái cây nó bị thiếu nước. Còn mà anh em xeo ra hết mà anh em trồng đó, cái cây mà nó bị nó gan khúc tược rồi, nó cứ đén, nó không có chịu đâm đọt mạnh đó. Lá nó nhỏ nhỏ, lá me đó, à, cái đó là do nó bị dư nước. Nó nhiều nguyên nhân lắm nghe anh em. Ở vườn này có mấy ông siêu nhân, mấy ông anh mới chơi lại vườn nói chuyện thôi lớn nha anh em. Có cây bông giấy mà ông ghép hoài không dính, nãy giờ ông thắc mắc mà chưa có, đang trồng cây xong này mới ra mới hướng dẫn là cho ông ghép. Đất quá chừng vẽ luôn. Cái cây đục này mà xôm mà nó cứ ngắt luôn nè. Đó. Mấy cây mai này mà anh em mua về mà anh em không xeo đất ra là anh em tứ đâu có cách nào mà cái nước mà nó thấm vô nổi, là nó bị khô hoài, cái cây nó không có phát triển. Mình trồng cái cây mà mình thấy nó phát triển nó không có được tốt như người ta là mình phải theo dõi nó, mình biết cái cây nó bị vấn đề gì, và mình bắt đúng bệnh nó, mình sử dụng nó thì mình điều khiển nó thì nó mới phát triển. Đất này là đất bờ nè, đất trong vườn mà đất bờ nó bị chai, nó cứ ngắt. Đất này bứng mua cây phôi á, bứng thì nó dễ lắm, nó ít có bị bể bầu lắm. Nhưng mà khi mà về trồng nó, mình không biết ý nó, mình không khui bầu nó thì nó không có phát triển. Trồng nó tốt được 2-3 tháng đầu nó ra gì nè, là cái nhựa trên thân nó ra đó. Không xong nó ra hết nhựa, nó gọi bắt đầu nó đứng lại. Ở dưới nó không có bắt rễ được thì nó sẽ đứng lại, nó hết nhựa, nó khô từ từ, cái đầu cây nó bị sụp, nó chết lần lần. Bên bàn tán về Covid hả? Bị phong tỏa nhốt mấy tháng nay bức xúc rồi. Từ đây tới chiều anh không xịt mai nó xong tôi giải quyết anh đó. Anh giải quyết. Nó xong anh em kiểm tra mấy cái đầu rễ nè. Dù mấy cái đầu rễ này là lúc mà bứng sầu ben người ta sắn nó bị dập nè, thấy không? Nó không có kéo nhựa, nó nằm đến hình nè. Thì anh em phải kiểm tra, anh em cắt bỏ vô, cắt cho nó mới vô, đừng nữa nó ra rễ lại.
chứ còn anh em mà không cắt lại đó thì nó nằm gì hoài luôn, nó không, cái rễ đó nó không ra, giống như nó bị thúi cái, ngay cái đầu á. Cái năm đầu á là anh em trồng á, anh em dạt, anh em khui đất ra rồi anh em lật cái cây nằm xuống, anh em cắt cái rễ cho nó mỏng, cắt cho nó sâu vô cho nó mỏng luôn. Đừng mình trồng cái mấy cái chậu sau này, ví dụ mình chơi bonsai á, mình trồng mấy cái chậu mỏng á, nó không có bị đụng rễ, nó không có bị cắn rễ. Mình vô cái ép vô cái chậu nhỏ mình chơi nó đẹp. Còn anh em để mà cái bộ rễ nó huynh quang ra quá, trồng cái chậu nó lớn nhìn nó không có cân đối với cái cây. Như cái cây mà nó nhỏ mà cái chậu nó quá bự, nó không có hài hòa. Nó anh em lúc đầu anh em tỉa rễ gì đây nè, mình chịu khó mình làm cái giai đoạn đầu, khi mà 1-2 năm sau nó thừng cây rồi, mình muốn chơi bonsai cũng được, mình ép chậu nhỏ cũng được, mình muốn nuôi chậu lớn cũng được. Còn lúc đầu mà anh em trồng, anh em mà không bo rễ gì, sau này anh em muốn ép lại cái chậu nhỏ thì ví dụ nó ra rễ nguyên chùm đây, anh em cắt vô đây thì cây nó bị yếu lại, làm giống như làm lại từ đầu vậy đó. Thì mình làm là làm từ đầu thì nó sau này thì nó dễ hơn, sau này mình dễ điều khiển hơn, mình dễ làm hơn. Như cái năm đầu anh em ép vô chậu nhỏ, anh em cắt rễ cho nó sát vô hết ha. Năm sau, năm hai năm sau cái đầu rễ này nó ra nguyên chùm rễ nè. Anh em muốn vô cái chậu nhỏ lại bình thường nó chơi thì ví dụ anh em danh ở ngoài, danh phân nửa dàn rễ lồng ở ngoài nè. Nó cũng còn cái chân, nó cũng còn phân nửa ở trong thì nó mạnh cây hơn. Chứ lúc đầu mà anh em không cắt vô, anh em để dài quá, sau này anh em ép vô chậu nhỏ, anh em cắt vô về đây là nó trở lại ban đầu rồi nè. Thì lúc đó nhánh nó trên cành, nó trên thân nó quá nhiều rồi, nó nuôi không nổi. Mua rễ ít quá nó nuôi không nổi thì cây nó sẽ bị yếu. Dưỡng lại một thời gian nữa nó rất là cực. Đấy, cây nó nằm xuống, anh em xeo ở chính giữa này nè, xeo đất cho nó khá khá một chút. Rồi, nó chừa chút đất nhân ở chính giữa gì cho nó ấm gốc vậy là được rồi. Nó cái này là cái chậu năm nè anh em. Nó mình bỏ vô, ví dụ như nó có bị 2-3 cọng rễ nào mà nó cắn cái thành chậu đó thì mình kéo, mình xếp vô, mình gài vô được thì gài, còn không được thì mình cắt bỏ. Cắt bỏ vài 3 cọng đừng cho nó lọt cái chậu. Cái cây này là em ở đây trồng vô cái chậu năm này là nó vừa, nó hài hòa với cái cây rồi. Còn cái cây này đa số nếu mà anh em nào mới biết chơi là anh em trồng chậu 6 hoặc chậu 7 không à. Thì cái chậu nó lớn quá là anh em tưới nó dư nước là cây nó yếu liền. Xong rồi thì anh em cứ tỉa mấy cái này, tỉa mấy cái này bỏ, cái nhánh nào mà anh em xài thì anh em cứ chừa lại. Còn nhánh nào mà dư thì thừa rồi anh em cứ nhấp bỏ. Chứ anh em không nhấp bỏ mà để gì luôn á là vài bữa là nó héo liền, nó nuôi không có nổi. Là nó hút nhựa là nó si cây liền. Cái cây mà lúc đầu anh em hiểu ý nó một chút là anh em trồng nó là rất là ok. Cái cây mà nó mạnh rồi nó ra một chỗ gì đây là 2-3 tược nè. Đó thì anh em cắt bỏ bớt một tược, anh em chừa một tược thôi. Là để cái tược đó là cho nó mập, nuôi cho nó mập, nó mạnh cái cây.
bứt lá bỏ bớt luôn nha anh em. Cái lá này là nó hút nhựa cây dữ lắm nè. Bứt chị đi rồi trồng vài bữa nó bắt rễ ra là mấy chót này là nó đâm đọt ra lại liền. Chừng 10 bữa nửa tháng thôi là nó đâm đọt mới lại liền. Còn anh em cứ để tùm như là nó hút nhựa lại, cây nó nằm lì hoài à. Cây này thì đế quýp rồi ha anh em. Mình mua chơi cây mà muốn nuôi cho nó mau đầy tàn với nó mạnh cây thì trước tiên anh em chọn phôi. Cây mai thì cây kiển thì nhất đế, cây mai thì nhất đế nhị thân, tam cành mới tứ giống. Thứ nhất là mình lựa cái bộ đế cho nó đẹp, bộ đế cho nó đều. Thứ hai nữa là chân cành cho nó đóng phải cho nó đều, nó đừng có chống, nó đừng có dư chỗ này thiếu chỗ kia. Nó thì anh em nuôi cái tàn nó mau đầy, lần nữa nó ra hình cây thông nó đẹp. Cành cái đó là cành nhánh. Thứ tư nữa là giống là cái bông đó, cây ghim mà được bông bự nữa, 7-8 cánh nữa là quá ok, anh em khỏi ghép. Tại vì cái cây ghép anh em nuôi nó cực hơn là cái cây nguyên thủy, nó dễ bị bệnh, nó dễ sanh bệnh hơn cây nguyên thủy. Cây mai mà anh em trồng trên chậu anh em tưới buổi chiều mát, là thứ nhất là nó hay bị dư nước, cái thứ hai nữa là nó dễ bị xanh nấm lắm. Tại tưới giấc chiều cái tới tối nó không có gáo cái thân này nè, cái lâu ngày cái nó bị gông nó đóng rồi nó xanh bệnh, nó nấm hồng đồ rồi khói đèn nó tấn công. Cây mai là sợ nhất là bị nấm hồng. Nấm hồng nó đeo mấy cái nhánh này nó hút nhựa là cái cây nó si liền. Rồi, ổn. Đó. Đúng rồi, vì đây là khiên để trong mát rồi tưới cái thích rễ vô cho nó ướt qua một cái rồi khiên để trong mát 3-4 ngày, thí dụ nó khô quá cái mình quơ nước sương sương giữ ẩm thôi, cho nó có cái độ ẩm thôi. Cây này nãy phải lấy thước dây đo cho anh em coi, thí dụ anh em nào thích thì mình giao lưu luôn, bán lúa non cho anh em luôn, kiếm tiền mua mì gói đồ sống qua mùa dịch này luôn. Nói như mấy cây này anh em thích là em giao lưu luôn nha anh em, bán cho anh em lúa non, rồi anh em thích cái giống gì em ghép cho anh em luôn, mạnh cây rồi chuyển cây cho anh em. Mà nếu như nó gũi gọi nó có bị mắc mát hoặc chết chóc gì thì em hoàn tiền cho anh em 100% luôn. Thí dụ anh em có chốt thì anh em chuyển tiền trước giùm cho em khoảng 50%, còn lại 50% thì em giao cây, anh em nhận, anh em thanh toán đủ giùm. Lấy trước phần nửa tiền đừng mua mì gói đồ với khô đồ ăn. Ăn đây có sức đừng đi chăm cây đồ, xịt thuốc đồ dữ lắm anh em ơi. Nuôi cây này chứ sau này là ảnh hưởng bệnh hoạn như lắm, thuốc mang đồ xịt 3-4 ngày, 2-3 ngày là xịt liên tục, tùy theo thời điểm. Cái thời điểm nào thời tiết xấu là cái cây nó bệnh với nó sâu đủ thứ, chân là mình theo dõi hàng ngày là mình phải xử lý liền, bỏ trễ cử phân thuốc cái là nó xuống cây. Rồi em chia sẻ với anh em cách trồng mấy cây mai ha, anh em coi nếu mà thấy hay thì anh em làm. Còn anh em mà thấy cây nào ưng ý, anh em ủng hộ được thì em cảm ơn. Còn nếu như anh em nào mà trong nghề mà giỏi rồi thì ví dụ coi thấy thích thì coi chơi, còn không thích thì lướt qua, chứ anh em đừng có ném đá em tội nghiệp ha. Rồi chào anh em nha. Dạ em cảm ơn ông chủ đã chia sẻ ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip và giới thiệu hôm nay của anh Thanh ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha.